Bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường có tựa đề Cảnh giác với vaccine của Tàu. Cứu đấy, xin đừng vội, tiêm cái gì của ông Tàu. 4.000 năm mãi vậy, có bao giờ tốt đâu. Vaccine 7 loại, tìm bạn tốt mà chơi. Chống dịch như chống giặc, lấy dân, nước làm đầu. Báo VN Express mới thông tin, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có quyết định phân bổ thêm 8 triệu liều vaccine Sinopharm cho 25 tỉnh thành, trong đó có Hà Nội nhận nhiều nhất. Theo tôi nhớ, khi thành phố Hồ Chí Minh được tặng 5 triệu liều vaccine Sinopharm, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bố công khai minh bạch tiêm hay không là việc của dân, không ép, không nói dối dân. Nhưng rồi, từ một số vị lãnh đạo ở Trung ương lại nêu khẩu hiệu vaccine tốt nhất là vaccine tiêm kịp thời, một thứ tuyên bố rất ẩu và thiếu chuyên nghiệp. Trong khi đó, nhiều nước phản ánh hiệu quả tiêm vaccine của Tàu rất thấp so với các loại vaccine khác. Ngay cả trên YouTube cũng có nhiều clip phân tích các tác hại của vaccine Trung Quốc, như 5 sự thật về vaccine Trung Quốc làm dân tỉnh hoang mang, nhưng không thấy những người có trách nhiệm của Bộ Y tế phản bác. Rất lạ, lại có thông tin loan truyền nếu không chích vaccine kể cả của Tàu thì người dân không được ra đường, không được đi làm. Như thế có phải là ép dân phải tiêm vaccine của Tàu? Từ bài học cảnh giác về an ninh vaccine, chúng ta hãy cùng nhau phân tích về một số dự án phát triển hạ tầng cơ sở có nhà thầu Trung Quốc. Nhà thầu nào cũng muốn đạt tiến độ thi công tốt nhất để nhận tiền cho nhanh và đạt chất lượng để lấy tiếng mà dự thầu những dự án khác. Thế mà, nhà thầu Trung Quốc bỏ giá thầu với âm mưu gây chậm tiến độ và chi phí phát sinh, đến khi làm việc còn gây ra bao nhiêu sự cố đáng ngờ, không đáng có đối với nhà thầu quốc tế. Chi phí dự án tăng vọt là những thiệt hại kinh tế thấy rõ, thiệt hại gián tiếp nặng nề, không kém do chậm nhiều năm. Mỗi ngày chậm trễ là thêm thiệt hại cho đất nước Việt Nam do các lợi ích chưa thành hiện thực, tính ra thành tiền không phải nhỏ. Trong khi ở đất nước họ, nhiều công trình hoành tráng và khó khăn gấp nhiều lần được hoàn tất trong thời gian ngắn với chất lượng khá. Đằng này, với bao điều kiện thuận lợi, chỉ cần triển khai đầy đủ thiết bị và nhân lực phù hợp thì dự án sẽ rất suôn sẻ. Như các nhà thầu quốc tế khác từng chứng minh, phải chăng họ sẵn lòng chịu thiệt hại cho riêng họ? Nhưng đâu có phải vậy. Họ gây khó khăn, đội giá lên nhiều lần, cốt làm hại cho ta. Rồi khi đọc tin về các thương lái Trung Quốc đang mua cau non, lại nghĩ về những đợt mua rễ tre, rễ tiêu, móng trâu, mèo, vỏ cây thông, hoa thanh long, đầy ý đồ phá hoại. Hoặc là ồ ạt thu mua khoai lang, chuối, chè cổ thụ, lúa đang trổ bông, rồi ngưng hẳn, khiến cho nông dân ồ ạt gia tăng sản lượng, rồi khốn đốn vì lượng hàng ế ẩm. Rồi việc thu mua những thứ quái đản như đĩa, cây gió liệt, cá liềm kiềm biển, bọ ba sọc, run đất. Mỗi một đợt thu mua khiến cho người Việt bỏ công ăn việc làm, tìm mọi cách chặt cây hàng loạt, tìm bắt con này con kia đến mức tận diệt, đồng thời gây hậu quả tàn phá hệ sinh thái mà dân không biết và chính quyền địa phương không hay. Có một điểm không thấy truyền thông nêu ra,
cá nhân thương lái chân chính không làm các chiêu trò ác độc đó. Không ai bỏ ra khối tiền đặt cọc lớn và thu mua với giá khủng rồi giữa chừng lặn mất tăm mà không thu hồi vốn. Không loại trừ khả năng chính phủ của họ bỏ tiền ra cho thương lái của họ thực hiện những mưu đồ ác độc đó. Cũng không loại trừ khả năng chính phủ của họ bỏ tiền đền bù thiệt hại cho các nhà thầu của họ để các nhà thầu này yên tâm thực hiện những mưu mô xảo quyệt gây thiệt hại cho sự phát triển của Việt Nam. Từ vài chục năm trước, nếu ai có dịp đi tham quan vùng biên giới, được chứng kiến cùng một loại hàng hóa của tàu mà bán ở Lạng Sơn chỉ rẻ bằng 2/3 giá bán ở Bằng Tường, ai cũng bảo chắc chắn có sự trợ giá của chính phủ tàu để phá kinh tế Việt Nam. Và đến thời điểm này, chỉ có biên giới phía Bắc mới bắt được các vụ buôn bán tiền Việt Nam giả mà thôi. Giờ đây, với hàng triệu liều vaccine cho hàng triệu công nhân, thế hệ trẻ người Việt Nam không loại trừ khả năng trong đó có cái gì lạ, như cách người ta gọi tàu lạ đánh chìm tàu cá của Việt Nam. Trong Biển Đông này, tàu lạ là tàu của ai khác? Tôi chưa dám đi xa tới mức ngờ người tàu có pha trộn cái gì vào vaccine đưa vào ta để hại người của ta hay không, vì đến bây giờ chưa có chứng cứ để chứng minh. Nhưng người dân ta có đủ kinh nghiệm và có quyền nghi ngờ như vậy. Họ hoàn toàn có quyền từ chối vaccine tàu. Nhà nước có trách nhiệm tìm vaccine khác cho người dân, đề nghị công khai số liệu mà chính phủ hứa với dân 2 tháng trước là 150 triệu liều vaccine bao gồm những chủng loại nào. Không rõ có cơ quan chuyên môn nào để phòng xa, làm những xét nghiệm rộng rãi để tìm ra chất lạ nào đó trong vaccine Trung Quốc hay không, như hóa chất có độ độc chỉ gây hại trong tương lai về sau, hoặc hóa chất ảnh hưởng đến sự sinh nở của giống nòi, hoặc là gì nữa cần các nhà chuyên môn xác định. Có lẽ đây là việc mò kim đáy biển, nhưng vẫn nên làm, ít nhất cũng loại ra một số mối nghi ngờ về những chất lạ nào đó khi không tìm thấy. Đây không phải là tưởng tượng quá xa, xét theo những gì Trung Quốc đã làm cho người Việt trong mấy thập kỷ qua. Cứ theo cái kinh nghiệm làm việc với người tàu mấy chục năm qua, người dân còn đang ngờ mũi một tiêm vaccine tàu, đến mũi 2 họ không chịu rót vaccine sang nữa hoặc ép ta thì tiêm cái gì đây? Bộ Y tế đã tính đến chuyện này chưa? Người dân thậm chí còn sợ cái vaccine Sinopharm và Verocell mà tàu bán cho mình có thể không cùng chất lượng như loại sử dụng nội địa của nó. Tuần trước, có thông tin từ Bộ Y tế yêu cầu kiểm duyệt chất lượng vaccine Verocell, nhưng rồi im bặt chẳng biết vì sao và kết quả thế nào. Có thông tin cho rằng là tàu bán vaccine cho Việt Nam, nhưng yêu cầu Hà Nội phải tiêm thì mới bán, chứ chuyển hết cho các tỉnh thì không bán. Dù nói nhăng nói cuội, nhưng trong thực tế, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là kẻ số một phải đối phó để trị ASEAN và chiếm Biển Đông. Vì vậy, Việt Nam cũng không thể không xem Trung Quốc là đối tượng số một phải đề phòng. Trong việc phòng chống COVID-19 lại càng như vậy, nhất là cả thế giới này người ta nghi ngờ sự thiếu minh bạch, không hợp tác của Trung Quốc trong việc truy tìm nguồn gốc con virus này.
bản chất chính trị không phải là thủ đoạn, là quy trình phân bố quyền lực, mà chỉ có những ai không lấy dân vi quý thì mới dùng chính trị làm thủ đoạn để đạt mục đích tư lợi và tìm cách để triệt hạ đối phương. Hầu hết cái gì mà nước ta học Tàu từ năm 1950 nay đều đem lại cái chết và tổn thất nặng nề cho ta. Thật vô cùng đau lòng cho đất nước mình còn lệ thuộc Tàu quá nhiều và thể chế có quá nhiều bất cập trong lúc đất nước hoạn nạn như thế này. Di dân giữa thế kỷ văn minh, tôi thấy trong ống cống có đời sống gia đình. Ôi thế cuộc mưu sinh, ôi thế kỷ văn minh, trong thành phố đông người không thiếu hiện tài nhân. Giữa thế kỷ văn minh mà sao người dân vẫn bám lấy cuộc đọa đày? Ai biết chỉ tôi hay, ai biết kể tôi hay. Người trong thùng xe, người trong ống cống, người nằm hè phố, người sống vật vờ. Chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Thành phố cũng chờ, thế kỷ hôm nay đâu nghĩa lý gì thành tích tung bay. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dày. Di dân giữa thế kỷ văn minh, tôi thấy trong ống cống có đời sống gia đình. Ôi thế cuộc mưu sinh, ôi thế kỷ văn minh, trong thành phố đông người không thiếu hiện tài nhân. Giữa thế kỷ văn minh mà sao người dân vẫn bám lấy cuộc đọa đày? Ai biết chỉ tôi hay, ai biết kể tôi hay. Người trong thùng xe, người trong ống cống, người nằm hè phố, người sống vật vờ. Chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Thành phố cũng chờ, thế kỷ hôm nay
đâu nghĩa lý gì thành tích tung bay, gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Người trong thùng xe, người trong ống cống, người nằm hè phố, người sống vật vờ, chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Thành phố cũng chờ thế kỷ hôm nay, đâu nghĩa lý gì thành tích tung bay, gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây.